chị em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Dương Watch chúng tôi lại làm video để review giới thiệu với anh chị em 7 mẫu đồng hồ Rolex đến từ Hàn Quốc, có giá rất là hạt rẻ, chỉ dưới 1 triệu đồng. Vâng, dành cho tất cả các bạn là công nhân, học sinh, sinh viên, ai cũng có thể sở hữu được em đó. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết từng sản phẩm một anh chị em nhé. Vâng, đến với sản phẩm đầu tiên chúng ta hãy chiêm ngưỡng. Đây là một em Rolex có thiết kế rất là lạ mắt. Đây anh chị em nhìn này, đây là một miếng dây, đây là dây da bò nguyên miếng anh chị em nhé, da thật luôn này. Đấy, cực kỳ là chất luôn, thiết kế rất là đẹp luôn này. Đó, thiết kế rất hay luôn mà rất là mini, nhìn yêu yêu xinh xinh thôi này. Đấy, số má rất là rõ ràng, thiết kế rất là đẹp. Đấy, được nhấn hai cái đường chỉ hai bên, đường chỉ màu xanh này, nhấn cho em nó nổi lên. Đấy, dây da phiên bản là thép không gỉ, mạ vàng hồng, vâng, mặt cũng màu vàng hồng, rất là đẹp luôn. Đây, độ dày của em nó khoảng 7mm 8mm, vâng, rất là hợp, rất là hợp lý thôi. Vâng, size mặt là gồm 22, size mặt gồm 22 thì các bạn học sinh sinh viên ai cũng đeo được, và sinh viên công nhân. Đấy, em này làm quà tặng thì quá tuyệt vời rồi, rất tuyệt vời. Em đó có mã là GA1121D có giá là 809.000. vâng, 809.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Rolex đến từ Hàn Quốc phiên bản dây da vô cùng đẹp này. Và ngoài ra thì chúng tôi đang có chương trình khuyến mại rất là đặc biệt cho anh chị em, đó là khi anh chị em mua một chiếc đồng hồ Rolex, chúng tôi tặng ngay một chiếc kính. Đấy, một chiếc kính hàng hiệu có giá 750.000, à có giá là 650.000. đây, đây đó, có giá 650.000 cho anh chị em. Đây, mua đồng hồ được tặng kính mắt anh chị em nhé. Vâng, một chiếc kính đến từ Hàn Quốc. Đây đó, rất là đẹp luôn, rất là thời trang. Hôm nay thì có cái bạn là mẫu ở đây thì bạn ấy về mất rồi, cho nên là tôi cũng không cho bạn ấy đeo thử cho anh em được. Vâng, anh chị em được. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Mua đồng hồ được tặng một kính mắt. Đấy, trị giá 650.000. Đấy, một chương trình khuyến mãi rất là tuyệt vời luôn anh chị em ạ. Hãy nhanh tay để sở hữu ngay em nó nhé, anh chị em nhé. Đấy, mua bất cứ một cái đồng hồ nào trong 7 mẫu này sẽ được tặng ngay một chiếc kính mắt anh chị em nhé. Giá vô cùng hạt rẻ nhá. Vâng, chỉ có hơn 800.000 là đây, 809.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ hàng hiệu rồi. Thay vì mua những hàng fake thì mình nên mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu, nó hợp lý hơn rất là nhiều anh chị em ạ. Vâng, trên tay tôi đang là mẫu đồng hồ thứ hai. Đấy, có thiết kế là mặt màu xanh, màu xanh dương. Đấy, số má rất là rõ ràng, hai gối dây đều được đánh đá, thiết kế hình dạng vuông, rất là khỏe, thì nó khỏe và rất là nữ tính luôn. Độ dày khoảng 7mm, dây màu xanh navy. Đấy, rất đẹp luôn, trẻ trung. Em nói rất là rẻ luôn anh chị em ạ. Em nó là có mã là GA873D, giá là 628.000. Vâng, 628.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một em Rolex đến từ Hàn Quốc, cực kỳ đẹp. Còn sau có tem bảy màu của hãng nhá. Dây rất đẹp, dây da thật luôn. À, cực kỳ đẹp nhá. Khóa đây, anh em xem chi tiết này. Bạn nào mệnh thủy thích màu xanh thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ rất là hợp lý để anh chị em có thể là sở hữu, làm quà tặng hoặc là tặng, hoặc là mình mua để mình đeo. Vâng, chương trình thì cũng như vậy thôi. Anh em chị em mua chiếc đồng hồ Rolex này sẽ được tặng ngay một chiếc kính. Vâng, sẽ được tặng ngay một chiếc kính cho anh chị em. Vâng, sang mẫu đồng hồ thứ ba. Đây, trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ có thiết kế vô cùng ấn tượng. Dây là dây da màu xanh lá cây này, vòng benzen này được đính đá lấp lánh. Đấy, mặt kính thì đây, mặt kính chém cạnh kim cương, cực kỳ lấp lánh, anh chị em nhìn thấy không, cực kỳ lấp lánh luôn đó. Mẫu này mà anh mua tặng cho vợ hoặc là cho bạn gái thì quá tuyệt vời rồi, và không phải nghĩ nhá. Hai gối dây đều được thiết kế là đính đá, mặt số rất là đẹp, màu trắng bạc. Đây, mặt đáy đây đó, có tem chính hãng.
rất yêu luôn. Đó, đây. Bạn nào mà thích màu xanh thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn này. Vâng, em nó thì có giá này là 493.000. Ôi dồi ôi, mẫu này, à mẫu này được sale up rồi. Vâng, mẫu này được sale rồi, với mới có giá như thế này anh chị em nhé. Mẫu này được sale, được hãng người ta sale, mới có giá là 493.000. Vâng, ngoài ra anh chị em được tặng thêm một cây kính. Rồi, chương trình cực kỳ thơm tho cho anh chị em. Được tặng thêm một cây kính trị giá những 650.000, còn đắt hơn cả cái đồng hồ. Đây, anh chị em có tưởng tượng được là nó lại vô lý như thế không? Đấy, mua đồng hồ được tặng kính, là kính còn đắt hơn cả đồng hồ. Đó, thì ở đây thì tôi lấy có ví dụ là chúng tôi làm chương trình thì cũng chủ yếu là để lấy em nọ bù cho em kia thôi. Đấy, lấy em đắt để bù cho em rẻ thôi. Cho nên là chúng tôi mới tặng như vậy. Chứ còn nếu đúng ra mà nói thì chương trình tặng như thế này thì chúng tôi lỗ thật sự luôn. Đấy, làm gì có cái chuyện mà cái kính đắt hơn mà lại tặng mua đồng hồ lại tặng kính đắt hơn như thế. Chúng tôi không có lãi được nhiều như thế đâu ạ. Mà chúng tôi bán hàng chính hãng thì nó không được bao nhiêu đâu, chiết khấu phần trăm nó cũng chả được bao nhiêu đâu anh chị ạ. Gần như là làm chương trình này thì gọi là để bán cho anh chị em dùng thôi, còn thật sự là lãi lời gì tầm này. Dịch đã cho nên là cũng khó khăn, cho nên là chúng tôi cũng làm chương trình chủ yếu là để tri ân anh chị em, cũng như là để cho anh chị em có thể mua được những sản phẩm tốt. Vâng, sản phẩm tốt, và bà hãy quay lại với hệ thống của chúng tôi. Đấy, ủng hộ cho hệ thống của chúng tôi nhiều lần nữa. Đấy, đấy là những cái tiêu chí mà chúng tôi rất là mong muốn, là khi mà đưa đến sản phẩm tốt đến cho anh chị, là anh chị có thể giới thiệu bạn bè, người thân, cũng như là anh chị em, hoặc là quay lại mua ủng hộ cho hệ thống chúng tôi nhiều lần sau nữa. Đấy là những cái tiêu chí lâu dài của chúng tôi. Còn thật sự là làm một cái chương trình như thế này thì nói thật với anh chị em, các bạn là gần như không có lãi gì đâu. Đấy, gần như không có lãi gì đâu. Đấy anh chị em nhé. Vâng, thì tiếp tục thì đây, size mặt của em này. Vâng, size mặt của em này là size mặt 27. Vâng, size mặt em nó là 27. Cũng rất là phù hợp với cổ tay của chị em người Việt mình thôi. Vâng, em này thì gần như là ai cũng đeo được, rất là dễ đeo. Vâng, rất là đẹp đúng không ạ? Ok. Vâng, trên tay tôi đang là mẫu đồng hồ thứ tư, có mặt số. Đấy, được khảm xà cừ lấp lánh luôn. Này anh chị em nhìn này, rất là đẹp luôn. Này, lấp lánh ánh sao luôn. Đó, dây da màu đen, vỏ là thép 316L, mạ PVD màu vàng hồng. Đó, mặt là kính khoáng, trong mặt số là có đính 3 viên đá, rất là đẹp luôn. Mặt kính lấp lánh kim cương luôn này. Đấy anh chị em nhìn thấy không, khi mình ví dụ dọi dưới ánh đèn rất là lấp lánh luôn, khi mà đeo lên cổ tay chị em rất là tuyệt vời. Đây, size mặt của em nó là 30 chị em nhé. Size mặt 30 là phù hợp với cổ tay tầm trung trung trở lên, hoặc là những cái bạn nào mà có thích đeo những mẫu mà đồng hồ nó to to một chút thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Vâng, giá rổ của em nó thì cũng rất là hàng rẻ thôi. 899.000 là anh chị em đã mua ngay được một em đồng hồ săn dai hàng chính hãng này rồi. Vâng, và chương trình cũng tặng thêm một cây kính cho anh chị em nhé. Sang đến mẫu đồng hồ thứ 5. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là đẹp luôn, bởi vì thiết kế của Hàn Quốc họ thiết kế cũng rất là tinh. Và cũng gọi là rất thời trang luôn. Vòng mặt kính là chém cạnh kim cương luôn. Đấy, hai đầu gối dây này tôi rất là thích, có hai viên đính, vâng, đính với hai viên đá rất là đẹp. Đây, đính hai viên đá rất là đẹp luôn này. Đó. Thiết kế mặt số bên trong thì là gồm là số 12 là số La Mã và cọc số. Đấy, kim vớt nhọn rất là đẹp, mặt vàng hồng, độ dày của em nó khoảng 7mm. Đấy, dây da màu hồng. Đây, khóa của em nó đây. Đấy, mặt đáy của em đây, mặt đáy của em nó là gồm có những thông số và tem 7 màu của hãng. Đấy, hàng chính hãng mới có đấy anh chị em nhé. Giá của em nó là đây 829.000, mã của em nó là GA1119C. 829.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ để mua tặng cho bạn bè, người thân hoặc cho vợ mình, cực kỳ đẹp. Đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào thích màu hồng thì đeo con này cực kỳ đẹp. Mẫu này tôi bán rất là chạy ở cửa hàng luôn. Vâng, nhập liên tục anh chị em nhé, rất là đẹp đấy. Này, anh chị em soi kỹ một lần nữa nhé. Lấp lánh luôn. Ok, thì chương trình cũng nên như vậy thôi, đều được tặng một chiếc kính. Đấy, đây. Đây. Đấy, đều được tặng một chiếc kính trị giá 650.000.
đến từ cũng đến từ Hàn Quốc anh chị em nhé. Kính đến từ Hàn Quốc rất đẹp, đeo rất là trẻ luôn. Cây kính này tôi nói thật là đeo rất là trẻ luôn nhá anh chị em ạ. Cây kính này đeo rất là trẻ trung đấy, mình đeo cái tầm mùa thu mùa đông đeo mẫu này rất là đẹp luôn này đấy. Hoặc là mình đi nắng nhẹ thôi thì đeo mẫu này rất là đẹp. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ 6. Vâng, anh chị em nhìn thấy ạ, đây là mẫu đồng hồ thứ 6, cọc số được đính đá hết này, mặt là màu nâu đấy, mạ vàng hồng, dây màu đen bóng anh chị em nhé. Phần gối dây thì được đính 3 viên đá rất là to, mặt kính khóa cắt kim cương lấp lánh luôn đấy. Được mài miếng rất là chi tiết đẹp luôn này, mắt đây anh chị em có thể soi kỹ nhé. Đấy, mặt đáy của em đó đấy, đây tôi có thể tháo cái này ra cho anh chị em soi nó kỹ hơn. Đây GA1140, các thông số kỹ thuật của em nó nằm ở phía sau này. Cái hàng chính hãng thì anh chị em nhìn để ý hộ cho tôi, đó là cái phần thông tin rồi là chữ số của các thứ của nó, thông tin của nó rất là nét luôn. Và em nó có giá bán là 889.000 thôi anh chị em nhé. Em của nó là tên là mã là GA1140C, mặt số của em nó này, mặt số của em nó là 30 31 32, mặt số là 31, giờ 31 32 đi. Đấy, các bạn nào mà thích đeo nó to to một chút thì đeo mẫu này rất là đẹp, gần như bạn nào cũng đeo được hết, đeo cũng rất là sang luôn mà lạ, độc lạ, thời trang kỳ luôn đó. Chương trình được tặng thêm cây kính. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ 7, cũng là mẫu cuối cùng trong buổi review ngày hôm nay. Đây, đây trước mắt anh chị em là một mẫu đồng hồ Rolex mặt màu đen, màu ghi đen đi, màu đen đi, dây màu đen, tôi thấy rất là sang. Bạn nào mà thích màu đen nhẹ nhàng thì đây là một mẫu đồng hồ cho anh chị em lựa chọn. Đây, các bạn sinh viên học sinh đều đeo được hết. Mặt chém cạnh kim cương, mặt số thiết kế rất là đơn giản đấy, gồm có kim và vạch số rồi, mã PVD màu vàng hồng, dây da thật, độ chịu nước là 3 ATM, cho phép anh chị em đi mưa rửa tay thoải mái. Size mặt của em nó là 32. Vâng, cũng tương đương với mẫu này thôi. Đây, size mặt của em nó tương đương nhau, hai mặt ngang nhau đây anh chị em nhìn này, đó tương đương nhau thôi, rất là phù hợp với cổ tay anh chị em thôi. Trừ những bạn nào ví dụ là cổ tay bé lắm, như kiểu là những cái bạn nhỏ lớp 3 lớp 4 thì không nên đeo, nếu còn từ lớp 5 lớp nhất trở lên là bạn nào tay béo là còn đeo rất là đẹp luôn. Vâng, em nó là có mã là GA1254D, có giá là 869.000. Vâng, 869.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một em đồng hồ Rolex này rồi. Vâng, chương trình cũng được tặng một cây kính anh chị em có thể chương trình của chúng tôi thì ví dụ chẳng hạn như là có nhiều anh chị em cũng thắc mắc mà thế bây giờ cái nào anh cũng bảo là anh tặng một cây kính này thì anh lấy đâu ra nhiều kính giống nhau thế. Thì tôi cũng thưa với anh chị em và các bạn là chúng tôi sẽ lựa chọn cho anh chị em những cái kính nó phù hợp, hoặc là nó có thể là giống như thế đấy, hoặc nó giống như thế, hoặc tôi có thể là chụp hình cho anh chị em để anh chị em có thể lựa chọn đấy là cái cây kính nào thích mình thích đấy, hoặc là anh chị em có gần đây thì anh chị em đến trực tiếp để thử ngay tại gian hàng đấy, nếu ở Hà Nội thì có thể đến trực tiếp thử ở gian hàng, cái nào hợp thì lấy đấy, cứ tầm 650.000 là chúng tôi gói luôn cho anh chị em nhá, không vấn đề gì hết, rất là thoải mái luôn. Vâng, trên đây thì tôi đã review giới thiệu 7 mẫu đồng hồ đấy, Rolex đến từ Hàn Quốc cho anh chị em phiên bản dây da. Thì anh chị em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống cửa hàng The Watt của chúng tôi, có địa chỉ đây, và có địa chỉ tại đây, tầng G trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mipec Long Biên, số 2 đường Long Biên 2, đường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Vâng, website là thewatt.com.vn, thewatt.vn.
hotline là 0977891897. Vâng. Thì anh chị em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline trên màn hình hoặc là comment dưới video này để sở hữu em nó ngay nhé. Vâng, thấy video này hay, hãy like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giờ watch chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, cũng như là nhận thông báo xem những video về đồng hồ hot nhất của chúng tôi trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.